Chào đón quý vị và các bạn đang đến với buổi tọa đàm với chủ đề 10 năm tái lập Caritas Việt Nam trên kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hai vị khách mời, Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Tổng thư ký Ủy ban Bác ái xã hội, Giám đốc Caritas Việt Nam, Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Việt Nam. Kính thưa quý vị, Tổ chức Caritas Việt Nam được Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam thành lập năm 1965, hoạt động đến năm 1976 thì ngưng. Ngày 2 tháng 7 năm 2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi công văn số 941/TGCB/CB chấp thuận cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tái lập Caritas ở cấp quốc gia và cấp giáo phận. Kính thưa quý vị, để biết thêm về câu chuyện tái lập Caritas Việt Nam, trước hết con kính xin cha Anton Nguyễn Ngọc Sơn có thể giải thích ý nghĩa của từ Caritas là gì và thời kỳ Caritas được thành lập cũng như ngưng hoạt động tại Việt Nam. Caritas theo nguyên ngữ Latin có nghĩa là bác ái. Bác ái có nghĩa là yêu rộng rãi. Đó là tên gọi được đặt cho tổ chức quốc tế Caritas Internationalis để thực hiện các hoạt động bác ái trợ giúp những người nghèo khổ, bệnh tật của giáo hội Công giáo. Tổ chức Caritas quốc tế được thành lập vào năm 1951 với 146 thành viên cấp quốc gia, trụ sở đặt tại Roma. Còn tổ chức Caritas Việt Nam được Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam lập năm 1965, trụ sở ở Sài Gòn với Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Chi làm chủ tịch đầu tiên. Vào năm 1972, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội. Năm 1971, cha Phêrô Trương Trãi giáo phận Nha Trang được cử làm giám đốc, và năm 1975 tôi được cử làm phó giám đốc. Công việc chính của Caritas Việt Nam lúc đó là phải lo ổn định đời sống cho khoảng hơn 500.000 người từ khắp các nơi ở miền Trung cũng như cao nguyên đổ về Sài Gòn. Chúng tôi nhận nhiệm vụ lo lắng cho những người đang sống trong các trại tạm trú. Kể từ 30 tháng 4 năm 1975 đến mùng 2 tháng 9 năm 1976, Caritas Việt Nam tập trung vào việc giúp đỡ cả triệu người đang tạm trú ở Sài Gòn tìm sự an ninh, có được phương tiện trở về quê hương hay đi vùng kinh tế mới theo sự khuyến khích của chính quyền lúc đó. Ngày 2 tháng 9 năm 1976, chính quyền mời cha Trương Trãi và tôi lên họp ở Trung tâm Công giáo với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận và ông Nguyễn Đình Đầu, người liên lạc với chính quyền lúc đó để thông báo chấm dứt hoạt động của Caritas Việt Nam. Vậy trong thời kỳ mà tổ chức Caritas ngưng hoạt động thì Hội đồng Giám mục Việt Nam của mình đã có những cái hoạt động cụ thể như thế nào? Dù Caritas Việt Nam không còn được phép hoạt động chính thức, nhưng Ủy ban Bác ái xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động với sự quan tâm đặc biệt của các giám mục miền Nam Việt Nam, với sự cộng tác của Tòa Thánh Vatican và các tổ chức quốc tế. Chúng tôi trợ giúp các giáo phận sau những lần nhà nước đổi tiền vào ngày 22 tháng 9 năm 1975, lần thứ hai vào ngày 2 tháng 5 năm 1978 và lần cuối cùng vào ngày 14 tháng 9 năm 1985. Những cái lần đổi tiền đó, các tòa giám mục, chủng viện, một số dòng tu và người nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Dưới cái hoạt động của Ủy ban Bác ái xã hội chia sẻ những khó khăn đó. Vậy thì cha có thể cho con biết được những cái hoạt động của Ủy ban Bác ái xã hội trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2008 không ạ? Trong kỳ họp tháng 10 năm 2000, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định chính thức thành lập Ủy ban Bác ái xã hội do Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giáo phận Phan Thiết làm chủ tịch và tôi làm tổng thư ký, để thực hiện công khai hoạt động bác ái xã hội và tiến tới việc tái lập Caritas Việt Nam. Ngày 2 tháng 7 năm 2008,
Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi công văn số 941 chấp thuận cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tái lập Caritas ở cấp quốc gia và cấp giáo phận. Đây quả là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam. Đều là những ơn lành của Chúa ban cho Việt Nam và chúng ta hết lòng cảm tạ Người. Kính thưa cha Vinh Sơn, kỷ niệm 10 năm Caritas hoạt động trở lại, cha có thể chia sẻ cho con được biết về quá trình hình thành cũng như là phát triển của Caritas Việt Nam trong 10 năm qua. Giai đoạn đầu thì Caritas Việt Nam làm việc tại trụ sở Công giáo số 72/12, quận 3. Sau đó thì chuyển qua bên Văn Thánh Bắc, quận Bình Thạnh. Năm 2013 thì chúng tôi được sự giúp đỡ của Caritas Đức, rồi Misereo, rồi Caritas Nhật Bản. Và chúng tôi bắt đầu xây dựng cái trụ sở Caritas đặt ở số 319 quốc lộ 13 Thủ Đức. Công việc này thì chúng tôi xây dựng từ tháng 6 năm 2013 đến năm 2015, và tháng 3 thì chúng tôi hoàn tất. Trụ sở này đã được các vị hội thánh giám mục và cũng có rất nhiều những vị khách trong cũng như ngoài nước đến tham dự cái lễ nghi này. Và chúng tôi cũng có sự hiện diện của Caritas, giám đốc Caritas của 26 giáo phận cùng tham dự cái buổi khánh thành này, và từ đó chúng tôi bắt đầu làm việc tại đây. Dạ, kính thưa cha Vinh Sơn, vậy thì cha có thể cho con cũng như toàn thể quý vị khán giả được biết là tầm nhìn, sứ mạng cũng như là các giá trị của Caritas. Tầm nhìn của Caritas Việt Nam thì đó là một tổ chức Kitô giáo sống yêu thương và hoạt động chuyên nghiệp nhằm giảm bớt đi tình trạng đói nghèo. Về sứ mệnh, chúng tôi liên kết với mọi người thiện chí để phục vụ và thăng tiến những người nghèo qua công tác giáo dục và công tác y tế. Và những giá trị cốt lõi mà chúng tôi phải theo đó là yêu thương và phục vụ, công bằng và trung thực, liên đới và hỗ trợ, chuyên nghiệp và tận tâm, tôn trọng nhân phẩm và sự sống. Kính thưa cha Vinh Sơn, cha có thể cho con biết được là Caritas Việt Nam trở thành thành viên của Caritas quốc tế từ khi nào ạ? Caritas Việt Nam được gia nhập vào Caritas Á Châu vào tháng 3 năm 2011 và gia nhập vào Caritas quốc tế vào tháng 5 năm 2011. Và khi trở thành thành viên của Caritas quốc tế cũng như là các Á Châu thì chúng tôi cho cô nhiều cơ hội để học hỏi hơn. Và chúng tôi cũng có sự giúp đỡ của các Caritas bạn ở khu vực, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á cũng như là khu vực Á Châu này. Cha có thể phác họa đôi nét về cơ cấu tổ chức của Caritas Việt Nam không? Trước hết thì Hội đồng Giám mục đề cử một giám mục đặc trách về Caritas Việt Nam. Rồi thì vị đó thiết lập cái Hội đồng Quản trị. Và ở trong đó thì Ngài đề cử một vị làm giám đốc, hay được gọi là vị tổng thư ký của Caritas Việt Nam. Vị giám đốc đó thì sẽ thiết lập cái văn phòng của mình với các nhân viên được tuyển chọn và có những cái chương trình để huấn luyện họ để trở thành chuyên nghiệp với cái công việc này. Caritas Việt Nam đã có cái tổ chức của trung ương của mình được gọi là văn phòng Caritas Việt Nam. Vậy thì mạng lưới Caritas ở cấp giáo phận thì có những cái hoạt động như thế nào trong cơ cấu tổ chức của Caritas Việt Nam không? Các giám mục thiết lập cái văn phòng Caritas của giáo phận mình, đề cử một vị linh mục làm giám đốc của Caritas. Vị linh mục đó sẽ thiết lập cái văn phòng của Caritas tại giáo phận của mình với các nhân viên phù hợp và được họ được huấn luyện để điều hành một cái văn phòng của giáo phận của mình. Kính thưa cha, vậy thì Caritas ở cấp giáo phận đã được thành lập trên 26 giáo phận trên toàn quốc. Vậy thì những hoạt động ở Caritas ở cấp giáo xứ của mình thì như thế nào ạ? Các giám mục cũng khuyến khích để thành lập các Caritas của tại giáo xứ. Công việc này thì nhờ vào sự giúp đỡ của cha xứ
văn phòng Caritas của giáo phận sẽ giúp được tập huấn cho những hội viên của Caritas Đại Cái Giáo Xứ. Và sau khi đã hoàn thành việc đào tạo rồi thì các Caritas hội viên đó sẽ làm việc với cha xứ. Và ở trong giáo xứ như vậy thì có những hoạt động về bác ái, về yêu thương qua sự hướng dẫn của cha xứ. Và qua đó thì các thành viên của các Caritas đó làm việc tại, trước hết là tại khu vực của giáo xứ của mình, và lan tỏa đến các khu lân cận và diễn tả cái tình bác ái của mình nơi anh chị em mình. Và đó là một cách để những người Kitô hữu chúng ta thể hiện cái tính chất đặc biệt của người Kitô hữu mình là yêu thương với hết mọi người và giúp đỡ hết mọi người. Kính thưa cha Vinh Sơn, cha có thể cho con cũng như toàn thể quý vị được biết là một số cái hoạt động cụ thể của Caritas Việt Nam trong thời gian qua ạ? Tôi xin lướt qua 8 cái hoạt động của Caritas Việt Nam. Trước hết là hoạt động cứu trợ. Hoạt động cứu trợ gồm 3 cái giai đoạn. Trước hết là khẩn cấp, rồi phục hồi và sau đó là đề phòng. Thì việc khẩn cấp khi xảy ra chuyện có lụt lội hay là cần phải cứu trợ thì ngay lập tức cần phải có sự hiện diện của những anh chị em Caritas có bổn phận để giúp cho cái việc giúp đỡ cho người ta ngay những giai đoạn đầu. Đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn để phục hồi nhà cửa người ta, hoặc là cây cối trồng, hoặc là những cái gì cần thiết để người ta phục hồi được cuộc sống của họ. Và thứ ba là phần đề phòng, thì trong đó có chuyện là phải xây những cái nhà vượt lũ để những người nó ở khu cao, những người ấy họ có lên, có thể nạn nhân họ có thể lên trên đó họ sống. Và phải làm một số các cái ghe hoặc các thuyền lớn để vượt những con cơn lụt, đưa họ đến cái nơi an toàn hơn. Công việc hoạt động thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến đó là hoạt động mà chúng tôi có được một sự giúp đỡ của bên Caritas Đức, giúp cho những người khuyết tật và những người có HIV. Cái chương trình để chúng tôi giúp cho những anh chị em có ở tình trạng đó, khuyết tật với có HIV ở tất cả các giáo phận. Thứ tư đó là cái hoạt động của về học bổng. Chúng tôi có 2 học bổng của Con Đường Sáng giúp cho các em ở tại đồng bằng sông Cửu Long có thể tiếp tục đi học. Rồi cái học bổng của Slovakia giúp cho các em ở một số các giáo phận khác nữa có thể có cái khả năng để tiếp tục học cao hơn. Thứ năm chúng tôi nói đến về cái ban di dân, giúp cho những anh chị em di dân từ các nơi, các tỉnh miền xa đến các thành phố cụ thể như thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương để làm việc. Và đó họ có con cái. Hiện tại chúng tôi đang giúp cho khoảng chừng 1.400 em. Cái đó là về bảo vệ sự sống. Ban này thì lo về truyền thông cho các bạn trẻ sống một cách nó đúng cái tư cách. Nếu mà có chuyện xảy ra, có thai thì không khá thai mà giữ thai lại để nuôi, và cũng có thể giúp cho những anh chị em trong cái thời kỳ đó có thể có chỗ ở hoặc là có những mái ấm để gửi con cái của mình. Hoạt động thứ 7 đó là hoạt động của những người bị buôn bán, có nguy cơ bị buôn bán, dễ bị buôn bán hoặc bị buôn bán bị tình dục, hoặc là đem ra ngoài khơi để làm việc tại các cái khu đánh cá và ở ngoài đó với những người đánh cá mà họ buộc phải làm những cái công việc đó. Cuối cùng, hoạt động cuối cùng mà tôi có thể đề cập đến đó là về việc bảo vệ môi trường, khuyến khích những anh chị em lưu ý về việc phá rừng và đặc biệt là giữ trồng nhiều cây xanh, giúp đỡ cho các khu vực được sạch sẽ, không xả rác ở các đường đi hoặc là cái khu công cộng, được mời gọi để trồng nhiều cây xanh hơn. Và đó là những cái công việc tuy đơn giản nhưng mà cũng giúp cho người ta lưu ý về vấn đề bảo vệ môi trường, và nhất là không có dùng hay là bớt dùng thì những cái chai lọ bằng chất ni lông nó
sẽ tạo nên cái tình trạng tồi tệ cho môi trường. Dạ, qua những gì mà cha Vinh Sơn vừa chia sẻ thì con cảm thấy là Caritas Việt Nam của mình có những cái hoạt động rất là phong phú, cụ thể và mang lại những cái giá trị rất là lớn cho tất cả mọi người. Vậy thì việc đào tạo nhân sự của Caritas Việt Nam của mình thì như thế nào ạ? Việc đào tạo của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn nỗ lực nó công việc đào tạo trước hết là về đời sống tâm linh mà chúng tôi gọi là linh đạo của Caritas, để thấm nhuần cái tinh thần của giáo hội, tinh thần của Chúa mời gọi chúng ta sống yêu thương, sống bác ái. Và cái đó là việc đào tạo về chuyên môn, mang cái tính chất giúp cho những người mà mình phục vụ đó được có cái sự ích lợi lâu dài và sự phát triển bền vững, chứ không phải chỉ là một công việc thoáng qua. Thì đó là cái những công việc mà chúng tôi vẫn thường xuyên được đào tạo ngay tại văn phòng của Caritas Việt Nam và lan tỏa đến văn phòng Caritas của các giáo phận cũng như kể cả những hội viên Caritas tại các giáo xứ. Kính thưa cha Vinh Sơn, cha có thể chia sẻ về việc tổ chức các hội nghị thường niên của Caritas Việt Nam không ạ? Chúng tôi Caritas là để phục vụ những người nghèo, mà người nghèo thì cái nhu cầu của họ rất là đa dạng, và vì vậy chúng tôi tổ chức những hội nghị thường niên để quy tụ anh em chúng tôi lại trên 26 giáo phận, và những đại biểu đó thì họ nắm bắt được những cái nhu cầu của những người nghèo, qua đó chúng tôi chia sẻ với nhau và tìm phương thế nào, cái cách nào để có thể hỗ trợ họ một cách hiệu quả nhất và tốt nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi hàng năm vẫn có những cái cuộc hội thảo hoặc là những cái hội nghị thường niên, để qua đó chúng tôi phục vụ anh chị em chúng tôi một cách hữu hiệu và nó được đúng và trọng tâm nhất. Con xin được cảm ơn cha Vinh Sơn đã dành thời gian và có những cái chia sẻ rất là thiết thực, cụ thể về những hoạt động của Caritas Việt Nam. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chân thành cảm ơn cha Anton và cha Vinh Sơn đã dành thời gian tham gia chương trình để giúp cho tất cả mọi người hiểu hơn về những hoạt động của Caritas Việt Nam trong 10 năm qua, cũng như là những dự định trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tọa đàm với chủ đề 10 năm tái lập Caritas Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Bác ái xã hội lần sau.